Chân bắt đầu thấy đuối đuối rồi đấy. Hộ nhau bây giờ phải cho gạch, đống gạch này xuống vào nhà hết đấy. Chuyện hết xuống dưới. Cho nên cho nó ít thôi à? Thêm một sao mà cho tét nước thì là à? Tét nước xem nào, tối để đây có đảm bảo tét nước thì thôi cái đấy nhẹ đi, nó tốt nhất là cái khiêu để dưới ngoài yên đấy. Bao giờ đặt bao giờ mình làm xong, mình xong trên này vâng. Đằng nào tới đây làm trên này em vẫn phải chuyển vâng, thì mình cứ chuyện xuống dưới đấy thì là cho, bởi vì là tối ngủ ở trong đấy thì mới đảm bảo được vâng. Cái này thì nhẹ thôi, trông cũng cồng kềnh thôi, nhưng mà họ chỉ cần hai người cho lên xe máy là đi luôn. Một cái tét nước 2.200.000 đồng tét này ấy nhá. Không bảo lấy cổ quả khoảng cái khối 2, nhưng mà chú ý hết cái khối 2. Cái khối rưỡi thì đắt quá, cái khối rưỡi thì vào tận 3.500.000 cơ. Mà to quá các bác ạ, do là không gian ở trên nhà chơi thì bây giờ là một khối nước sinh hoạt. Mình sẽ làm sao rằng là lúc nào mà nước sắp hết thì lại phải dẫn nước, dòng nước vào thôi. Đấy, còn chia nhỏ ra là những cái sinh hoạt khác ở trong này thì chủ yếu là để tắm rửa và lấy nước ăn. Đấy, còn sinh hoạt rửa chân, rửa tay sau này nếu mà có nguồn nước mưa ấy. Nguồn nước mưa thì bác Hùng bảo là rất là sạch và mình có thể là sử dụng cái nguồn nước đấy ăn. Hiện tại thì là có hai cái phương án, vì là không chịu hỏi các chú các anh bên này. Ở phía mọi người là chắc chắn là có 3-4 cái nhà đây thì mọi người có một cái nguồn nước khác nữa để sử dụng ngoài nước hồ treo. Cái dây nước này thì là dây nước ở hồ treo này. Đấy, dây nước hồ treo về này. Thế bây giờ là còn trên này, trên núi này hình như là còn các anh mà mùa mưa thì có đến 2-3 nguồn nước cơ. Thì cái này sẽ vào chủ nhà cái này xong nhà chơi sẽ phải dành thời gian đi hỏi các anh em là dùng chỗ nào thì mình hỏi xem dùng chung được không. Dùng chung thì trách nhiệm và có nghĩa vụ như thế nào để có thêm một cái nguồn nước sạch, nước nguồn ra nữa. Còn nước hồ treo thì video trước đi qua bên kia thì các bác thấy rồi đấy, là nó ứ đọng lâu quá, thành ra thì là có rêu nổi, rêu bám trên mặt nước. Về cơ bản thì là nếu mà bà con không tham gia giặt giũ quá nhiều thì nó cũng là nguồn nước sạch, dù là có rêu nhưng mà nước bên dưới nó vẫn trong, bơm lên về đây xử lý và sinh hoạt vẫn ok. Thế đại không phá là đại chia đĩa trên tàu con tàu đi. Xem anh em để chỗ nào rồi. Chuyện đại miến này. Để ngoài hay trong nhà? Để vào ngoài này. Sau này để trong nhà vướng. Của để khép rồi ạ. Không để góc bên kia của em cũng được này. Nhưng mà sợ mai máy em lại chát trong kia thì lại dọn đi dọn lại. Thế bây giờ đây có lối đi không? Có. Xếp cái góc này. Tránh đường cho anh tí. Vâng. Đã em muốn tục kiểu này. Cho nó tí nữa uống ít ít thau ít bả tao ăn thử xem. Nhớ cô bác chúng mình tao chói cho. Thông tin mới đây quý cô bác anh chị là do là những cái xích mích vừa rồi về cái đất này, này. Nó không gọi là xích mích đâu, nó chỉ gọi là mấy chẳng con đi mưa yêu hóa chỉ hồng đất cái này là chắc có lẽ là thấy anh em mình làm những công trình ở đây thì họ có vẻ là không thích, có thể chia hai thì là họ về nói thì là để tránh gọi là sau này dây cà ra dây muống ấy, thì bác Hùng cũng bảo là xong nhà thì sẽ làm B40 luôn cho nhà anh chơi là
là phủ hết lại cái diện tích đất của em lại. Sạch chuối. Thì từng bước một. Trước mắt thì cháu Khương cũng không thể một chốc một lát là làm được hết. Bác thì cũng đặt vấn đề trước để mà mình lên kế hoạch thôi. Nên là cứ phải xong cái nhà đã, xong cái nhà tươm tất mọi thứ đã. Những cái khác thì mình sẽ túc tắc làm. Thời gian thì còn nhiều. Cho thì thích cứ luôn đủ tới cùng cho né tí ấy không ạ. Cứ trả cho tí bản nhân đây cho. Do là còn sớm chơi một phút nên là cũng phải giúp em chơi một lúc cho xong cái kia thì mình mới yên tâm mình ra về. Ở chỗ là không gì ta. Để ý một tí thôi. Vâng. Không hộ nhau thì sợ là trời lại mưa mọi người ạ. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết rất là thất thường. Mưa thì coi như là anh em không làm được ở đây thì có một con xe vật liệu vào thôi là họ sẽ phản hồi mình ngay. Vì vậy mà mới có cái video này mọi người. Cái này anh em đi cẩn thận đấy. Sẽ chuột chân. Cái này chắc cũng nhẹ rồi. Anh nhà nè. Nhà chị nha. Hai bạn được. Ô nặng. Chị là. Á chị mà. Á chị nó thiệt vậy. Nặng quá thì làm cái bé. Chơi được, ăn ô được không? Nặng quá thì. Được. Cái này khi sắp nặng bằng nô rồi nhỉ. Nát. Sợ mỗi cái đoạn này thôi. Xòe đây một cái chắc khởi có siêu phẩm cho anh không đấy nhỉ. Đỡ đỡ xuống hộ anh. Vâng. Rồi, anh hạ đi. Ủa, uống cỡ tụt tụt chắc. Ô, thế này thì anh em đi lại kiểu gì? Đi trong nhà. Vâng. Nhà thôi, xong tí nữa em lấy bà chê vào. Một cái địa hình mà khi mới bắt đầu mua đất, cháu không thở dài ngao ngán, các bác ạ. Biết là ở đây gần trung tâm xã đấy, có nguồn nước đấy, gần được đấy. Tuy nhiên là nhìn cái địa hình mình sợ quá. Cuối cùng đến ngày hôm nay thì cũng có thể là yên tâm được rồi. Á chừng mà cho ai ra. Hả? Thiên trả luôn ra là cho kích khen trả. Chỉ chưa thiên. Cái này chắc nặng nhất nhỉ. Nhá đấy. Nhá đấy nhỉ. Thôi rượu uống được 2 cốc thì vác cái nhẹ thôi. Nô còn uống được 3 cốc rượu với em, 3 cốc rượu mới vác được cái nặng.
Được không đấy? Chưa sao hả các hắn tổ mới nhá, hắn tổ. Thật là cái này mình không biết là bao nhiêu cân nhưng áng chừng nó có khoảng 30 cân gì đó. Anh lấy cái quả làm một bậc này ở đây cho nó sâu sâu một tí đi. Quả trên này này. Không, ở chỗ này nguy hiểm quá. Nó lại có bột đá nữa. Cái bột này đỏ là tải là con này cho. Hảo anh. Gạch này là phải hết sức là nhẹ nhàng. Đúng rồi đấy, to một tí, nhõm chỗ kia ghê chân quá. Cái dép của mình dép siêu nhẹ thành ra thì là cộng một tí mà sát bột đá nữa nó trơn. Chết chắc được rồi. Đấy, thế rồi. Ý mình là móc cả bột đá lên. Lên đi, lên đi. Không bao rồi. Xả chắc nhạ. Xả thế này. Tối nay có mời anh kia em ăn cơm không đấy? Chắc không có nhé. Anh ở lại đấy nhá. Vâng, tí nữa cả anh em luôn. Giao lưu tí à? Rượu em chỉ uống được 3 cốc thôi. 3 cốc vừa đâu. Không uống được nhiều đâu. Hay tấu hài với anh em thôi. Cháu Khâm thì cái món rượu 3 cốc chắc là phải thở máy mất. Nhưng chỉ hát để xem môn ở chỗ này lõi mà. Đấy, đi lại dễ hơn ngay. Sọc suýt tàn thôi, hết lý lắm. Toát mồ hôi đấy nhỉ. Chạy mồ hôi, cố làm nhanh để cho xong. Anh nghỉ đi. Ôi sao ngã bây giờ, đi. Chị tạo. Đấy. Vẫn cứ hơi ghê rằng chỗ này. Cái nôi dép của anh trơn quá, để bộ em lạt thôi. Dép anh hơi trơn. Thôi cứ giúp nhau là không trời đợi mưa. Mấy chuyến là hết đấy mà. Vâng. Yeah.
Cắt chuyển xuống nữa. Thôi làm tí cho nó khỏe người chú ạ. Không sợ trời mưa. Anh chị cho đi lọt, anh chị. Thế đó mà. Anh chị tí cho đi nè. Chúng ta đứng đây. Tí cho kỹ phải bên đi sao cái gì? Tí vi tá rồi. Mệt chưa? Cậu em này tóc bạc hết rồi. Anh này bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. Thế mà tóc bạc còn không bằng cô em này. Rượu uống ít hơn đúng không? À rượu uống ít hơn. Anh em làm xong là ốp luôn. Mấy đứa còn việc để anh em làm thêm đấy. Làm thêm không công. Có việc làm mà không công vẫn làm à? Ủa thì sao lò bởi nhỏ chế. Nhá. Sao hết chưa? Yeah. Chắc mỗi người hai chuyến nữa hết đúng không? Mỗi người hai chuyến nữa. Mệt chưa chưa? Mệt rồi. Thôi anh nghỉ đi anh. Mệt quá anh nghỉ tí để bọn em làm cũng được mà. Cái này tí. Báo suất cơm chứ. Chân bắt đầu thấy đuối đuối rồi đấy. Chân chuột thật. Cái vòi nước. À,
Thôi rồi. Bê thế này không nhìn thấy. Đi không quen thì để cho. Rồi, không chế này không cho lên vai được rồi. còn một lần nữa thôi. Không, tự nhiên đang cho lên vai ấy. Vâng. Tự nhiên để che này không nhìn thấy tầm mắt. Vâng, nếu mà anh đang học theo nô làm nhưng mà công lực chưa bằng nô. Còn mùa đá 2 chuyến nữa. Thôi để anh em làm nốt các bác. Nhà thì vẫn còn sức làm mà. Nghỉ ngơi một tí đã. Anh em tự làm đến đâu rồi nhỉ? Nguy hiểm quá, phát kia mà trượt ở phía bên trên là coi như là xuống dưới luôn đấy mọi người ạ. Nước nôi là ok để cho anh em xây dựng. Ôi, dùng hết chân nhá mọi người. Qua kia mà mình trượt ở bên trên là hỏng rồi. Tại cái vòi nước là, chứ không phải tại vòi nước đâu, mà tại mình đi qua mấy lần thì mình cũng không ý thức được ở đấy, đoạn đấy nó vòi nước nó có nhô lên như này. Bình thường vác chuyến như này thì xem được đường. Tự nhiên học nô làm mà khiêng đi trước mặt thế này nó che mất đường của mình. Mấy cái bóng điện đấy anh Mỹ, chắc một cái thôi đúng không? Lúc này số thì một cái. Quả này may có cái cột nó ở đây. Mình chống vào nó từ từ nó áp vào. Không áp vào tường không ngã đâu, sợ hỏng gạch thôi. Sợ vỡ gạch thôi. May nó lại áp vào cái cây. Bây giờ mới có 4 giờ 25 phút buổi chiều. Thời gian còn sớm nên là anh em cũng đang có thời gian để mà ngồi xem anh em thợ làm. Hai nữa thì còn một chút gạch hôm nay lấy trong video trước thì các bác thấy rồi, để cho anh em vận chuyển này. Lúc đang bắt đầu vận chuyển thì trời đã mưa tích tắc, thì cháu không sợ mưa to phải hộ anh em một lúc. Mình cũng làm được bao nhiêu nhưng mà có thêm sức người thì nó vẫn sẽ nhanh hơn. Hết chưa? Gần rồi, gần hết rồi. Thế còn mấy viên nữa, hộ nốt một chuyến nữa là xong mà. Đây, quả này vừa nãy mà ở đây này. Đây, lấy cái này cho anh đi. Quả này không chơi như non nữa. Quả này có lên vai cho nó chắc. Đây chỉ mắc đúng một tí thôi mà cục đá nhô lên. Bây giờ hộ nhau cho cái téc xuống nữa. Nhìn đường nhá. Téc đấy là 2 người xuống được không? Nhẹ thôi mà, đừng qua là... Nhẹ nhưng mà đường bế. Nào trái chứ. Nào trái chứ. Hai người lên cho cái téc xuống nữa đi. Vâng vâng. Dép anh trơn quá. Vâng. Xem là cái téc đấy. Téc cho góc ra góc bên cho kia. Ra góc bên góc kia. Trước cả đầu hồi phòng ngủ ấy. Chắc hai cậu cháu nhỏ nhỏ đi cho nó dễ. Vâng. Thì mình đã bắt trả sách à? Như vậy cho nhỏ giao tết trụ. À. Nhớ. Không thì để cái nguyên cái téc thôi, xong là cái kia một người cầm xong. Hay là bê thế này dễ hơn. Chị bê. À, thế thì bê xuống luôn. Không thì chơi cho ra để đằng sau này cũng được này. Được mà.
đằng trước mà vướng quá cho đằng sau này, không là mai cũng anh em chát lại cũng phải dọn thôi, cho ra đằng trước nhà luôn đi. Chứ cho ra đằng trước luôn. Xem à. Cẩn thận nha. Thôi trên thì thôi, cứ mình có người. Muốn kiến tạo một á. Người ta không thích, người ta chứ cục đá nó móp luôn mà. Chưa nói là người ta lấy. Để ý nhá. Gạch xếp đây cũng phải để ý nhá, chưa nhá. Vâng, trẻ vâng. Con về đẩy nhau, xô nhau. Vâng. Chẳng may lại xuống dưới kia hết là công cốc gạch đấy nhá. Vâng vâng. Cho đi. Chắc không anh? Chắc đấy. Ừ. À, thị hiếu cho tất cả mọi người xem cái màu gạch của nhà em chơi một tí. Các bác theo dõi video của nhà A Páo nhiều thì chắc có lẽ không lạ lẫm gì màu gạch của nhà A Páo rồi. Đây à, vẫn là cái màu gạch trắng sữa. Được chưa chơi? Đẹp. Cái màu màu trắng thì đẹp. Màu xanh ngọc thì nó cũng sạch, nó cũng mát thôi. Wow. Tuy nhiên thì theo đánh giá của mấy anh em cũng như là bác Hùng thì hơi tối một xíu. Wow. Nếu mà không có gạch nào khác thì mình sẽ lấy màu đấy. Wow. Hay là mình vẫn lấy chọn cái màu gạch 50 màu sữa này để tiến hành là tới này là úp nền cho nhà em chơi. Ngày phải chịu khó lau rồi nhá. Vâng vâng. Hả ạ. Xong rồi, mấy anh em hôm nay về hộ là ở trong nhà hết à? Vâng. Ừ. Tối nay nấu món gì tiếp anh em đấy? Chắc không có tiền thì chắc đi mua... Thôi làm ít thế này anh em không ăn cơm cũng được nhỉ? Vâng. Em thì xung phong đầu tiên không ăn cơm nữa. Đi mua một cân cán móng về xào. Anh em ăn cơm thôi. Thú thật là hôm nay... không phải là kiệt sỉ quý của các bác đâu mà hôm nay không cũng không mang tiền, trong ví còn đúng 50.000 đây nên là không có trích được cho anh em nữa chưa ạ. Không phải là kiệt sỉ tiền quỹ mà là hôm nay ví anh còn 50.000 thôi nên anh xung phong không ăn cơm trước nhé. Anh em không giúp một tí thôi thì tí nữa. Hôm nay lẽ hôm nay bảo nhờ đội thợ một lúc nhưng mà do rằng là khối lượng công việc nó cũng hơi nhiều. Anh em thợ đang chát nhà thì bảo chơi là gọi thêm hai cháu nữa thôi. Nô mới lại một cháu nữa, tuy nhiên thì cũng gọi ra thêm mấy anh. Thế thôi thì là mình làm ít thì cơm nước cũng đơn giản thôi. Vâng. Đó, đấy. Nếu mà là cạo bè thì cơm nước. Ừ, làm một ít thôi, cơm nước cũng đơn giản, anh em ngồi tâm sự thôi. Vâng. Mà theo anh nghĩ thì là cơm nước nhiều quá vất ra. Sau vâng. này mình đi hộ anh em cũng thế thôi. Vâng. Làm ít thì mình thôi anh em thì không nhất thiết là phải cơm nước vất vả ra. Không vâng, anh em đi rồi. Mình đi ngồi lại rượu chè vào cũng lại mệt thôi mà. Vâng đúng rồi. Ừ. Hôm nay thì những công việc của nhà em chơi tiếp tục được cháu không cập nhật trên kênh. Lần nữa chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm mà các bác đã luôn luôn là ủng hộ và dành thời gian theo dõi. Đến đây thôi, video của anh em cũng xin phép là tạm dừng, sẽ tiếp tục cập nhật những video tiếp theo trên kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.